lên buổi lễ hầu đồng của thầy Nguyễn Mạnh Quý nhá, chủ nhang chủ đền Cốc Lâm nhá, ở Bắc Giang Lạng Sơn, à Bắc Giang xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Hôm nay là tiệc của chú bà Vân Phong nhá, chú bà Vân Phong, và đền gốc là Tĩnh Túc, Cao Nguyên Bình, Cao Bằng. Bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha.
thiệt đi bỏ người giật lý và rừng sơn trang cảnh hoa cây lộc tiến đơn đệ trình các phủ các tòa nhá ra các chủ ba nhà ba tên nha có tờ đơn kết sớ tấu trình như cửa anh em ta ha và dí có tay được xoay người bút nha cho được đắc lễ đắc bái được đắc kê đắc cầu ha cầu phúc phúc lai cầu tài tài đáo đông hải phật tỉnh nam sơn phải hung thành các tài họa vi tưởng bát tiết xuân long phú thoại thịnh vượng tài như kinh khí lộc sở vân lai trung phương sầu não thân công bệnh cả thứ phải bát tiết xuân đa các cánh hà bảo bình gan thu tống tam tài đồng nghi đế phúc vạn sự nhí à tạo thất tông cầu thất tướng hồ quốc kỷ dân ta độ trong quốc thái dân an muôn dân đảo cầu ta chứng minh á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quang bờ rừng sắp sáng tỉnh lên đi sập rừng sập ra vua cha bác đại thần thì tình quan điều thất thì anh lên xa xa vui mẹ đã dòng sớm mai chờ bà đến thất đi trong đêm dòng nghề ngày chơi vũ tía tiếng thanh thức ngàn dân văn tê nhì trên ngàn đồng nghi cũng nghi bật nghi quá
về hôm nào nãy giấc nhàn nghe và đi cứ bay bay vương chủ trì bay đi giấc nhàn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rộng ra dễ nhớ tôi cách đi phương nét con tóc nghe quần nghĩ nợt đường cứ xin kì xin kì để hiểu thất thất ý
mình vào nòng để xem những phần tiếp theo nhá. Chào mọi người, tất cả quý vị nhá.